Chào nó mừng cho gặp nhau. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn món nộm đu đủ bò khô. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cái nguyên liệu để mình thực hiện món này. Mời các bạn tham khảo. Ngâm đu đủ và cà rốt thì các bạn chuẩn bị cho mình miếng đá, nồi sạch cho cái thau sạch gì đấy, nước lọc, muối biển, dùng nước mắm Nam Ngư, đường kính 1/3 bó rau kinh giới, một chút nước lọc để mình pha nước nộm. Các bạn dùng một quả chanh hoặc nửa quả chanh, hai quả ớt cay băm nhuyễn, 5 tép tỏi băm nhuyễn, một chút giấm, 1/3 bó húng quế. Đu đủ mình dùng nửa quả cà rốt, một quả lạc rang 60g. Bò khô các bạn có thể mua ở các quầy tạp hóa hoặc là có thể các bạn làm. Mình cũng đã chia sẻ hai cái video làm bò khô nhưng mà mình làm với thịt lợn. Thì công thức bò khô thì nếu các bạn làm bằng bò khô thì làm bằng cái công thức của mình đã chia sẻ cũng rất là ngon. Bò khô mình dùng 50g. Việc đầu tiên là mình sẽ cho cái chỗ nước lọc này vào đá các bạn nhé. Sẽ chuẩn bị một cái âu sạch như này, mình cho chung muối đây, khuấy cho tan muối vào sợi như này các bạn nhé. Cho tiếp vào chỗ nước muối mình ngâm một lúc đã, xong bắt đầu mình sẽ rửa lại cho thật sạch khỏi nó mặn. Cái tác dụng của nó là để cho muối này nó tẩy sạch chất nhựa ở trong cà rốt này với đu đủ. Cái nhựa của đu đủ này nó rất là nhiều. Sau khi mình đã rửa xong đã sạch sẽ và mình sẽ bắt đầu ngâm vào cái nước lọc đã có đá này các bạn nhé. Cà rốt và đu đủ nó được giòn hơn, các bạn cứ ngâm cho mình cho thật lạnh, càng lạnh càng tốt. Mình gọi cái này là thìa ăn phở, còn cái này là thìa canh. Một thìa đầy đường kính nước lọc, mình dùng một thìa đầy. Mình sẽ quậy cho tan đường trước các bạn nhé. Để cho một thìa nước mắm đầy. Tiếp theo là ớt băm và tỏi băm mình cho vào đây luôn. Trong mấy video trước thì mình có chia sẻ cái nước nộm rất là ngon, nhưng mà đấy là mình làm ở nhà hàng thì nó có sẵn ở trong tủ lạnh. Đây mình đang còn ở nhà nên là không có, thì mình pha kiểu đơn giản đấy các bạn nhé, để cho mọi người cùng ở nhà tham khảo. Thìa cà phê đầy muối, nửa thì ăn phở này giấm các bạn nhé. Một nửa quả là tương đương với một thìa này. Pha nước chấm xong thì tiếp theo mình sẽ cắt ra rau các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vớt cái cà rốt và đu đủ đã ngâm trong nước đá ra nha các bạn nhé. Các bạn vớt ra và các bạn vắt cho thật ráo nước. Mình cho vào đây, cho gia vị vào các bạn nhé. Mình cho hết vào đây, bóp đều. Cũng có thể các bạn cho gia vị thêm một chút vào bên ngoài nhé các bạn nhé, không sao hết. Cho đường hoặc là cho chanh hoặc cho một chút bột canh gì đấy. Ví dụ như mà hơi nhạt thì các bạn cho bột canh, thiếu ngọt thì các bạn cho đường, thiếu chua thì các bạn cho chanh hoặc giấm đấy. Nó rất là đơn giản để mà mình căn chỉnh cho vừa cái khẩu vị của gia đình mình. Mình chắt nước vào đi. Mình cho rau vào sau cùng để nó đỡ bị cháy. Các bạn cho toàn bộ rau vào. Bò này thì mình cho một chút vào trước. Chỗ lạc mình cũng cho một chút vào trước. Đấy, còn hai cái này mình để trong đó mình bỏ trên bề mặt đĩa. Mm-hmm.
ăn rất là hài hòa, gia vị cũng không quá mặn, không quá ngọt, chua nhẹ, hài hòa giữa ngọt một chút, chua một chút, cay một chút. Thì món này thì rất hợp với những người uống bia, có thể mùa đông cũng ăn được, bởi vì nó kết hợp giữa cái thịt bò khô này có vị cay với có một chút ớt nữa, sẽ làm chúng ta ấm người lên, chứ không phải mình ăn món nộm để mát trong mùa hè giải nhiệt. Thì ngược lại, cái món này thì nó có vị cay the nhẹ nhẹ, là mùa đông ăn cũng rất hợp lý. Video của mình đến đây cũng xin được khép lại. Nếu các bạn mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, bấm đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà kênh của mình thường xuyên cập nhật, chia sẻ kênh của mình đến nhiều người biết hơn. Cuối cùng, xin chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.